Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Hiện nay thì Cường đang có mặt tại thôn Bà Khê, Phú Hòa, Lương Tài, Bắc Ninh nhé quý các bạn nhé. Thì phía sau của Cường đây đó chính là một cái công trình về cái móng cọc của nhà anh Hoàng Đình Mạnh nhé quý vị các bạn. Mà công trình lần này là do công ty cổ phần Kiến trúc HCG tư vấn thiết kế. Thì trong cái video ngày hôm nay thì là Cường xin phép là nhiều bạn mà chưa biết cách mà chúng ta thi công một cái móng cọc như thế nào và kỹ thuật làm sao cho nó đúng, làm sao cho nó chuẩn, thì trong video hôm nay mình xin phép là sẽ sử dụng trực tiếp một cái công trình của nhà anh Hoàng Đình Mạnh để mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách bố trí sắt thép hay là chúng ta sẽ kiểm tra cái công trình của mình như thế nào. Thì đầu tiên thì là mình xin phép là sẽ em quay cho anh kỹ một chút đây. Xin phép là chia sẻ cho các bạn là đây chính là các cái phần móng của công trình. Đó thì ở phần này chúng ta gọi là đài móng. Đây người ta gọi là đài, phần đài móng. Đó. Thì tùy thuộc vào các cái kích thước của đài thì chúng ta sẽ có làm sao để tính toán làm sao cho nó phù hợp với cái tải trọng của công trình. Còn phần này là chính là những cái phần dầm móng nha các bạn nhé. Thì đấy chính là cái phần hình thức. Thì trên cái phần này thì chúng ta sẽ xem cái bản vẽ như thế nào. Thì đây Cường xin phép là sẽ em quay lại gần cho anh. Đây chính là các cái phần liên quan đến sân móng như các bạn nhé. Thì mình xin phép là sẽ dở cho các bạn về cái bộ hồ sơ bản vẽ của bên mình. Lưu ý một chút là hồ sơ của bên kỹ thuật CG là hồ sơ bản vẽ chi tiết, thế nên là sẽ rất rõ ràng từng những cái hạng mục nhỏ một. Thì trong video ngày hôm nay thì đây là cái phần liên quan đến cái sắt thép và cái cách thức mà chúng ta bố trí sắt thép làm sao cho nó chuẩn. Đó, thì ở đây thì chúng ta sẽ có, đó chính là một là chúng ta sẽ có là các cái phần thép cột. Đây chính là cái phần thép cột các bạn nhé. Đây chính là cái phần thép cột này. Đó. Và cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ có là các cái phần thép đai cột. Đó thì là đây chúng ta đang chưa lắp nhé các bạn. Đó. Và 3-4 là các cái phần thép lớp trên. Đây 3-4 chính là các cái phần thép lớp trên. Thì các bạn sẽ thấy được rằng là đây chính là các cái phần thép lớp trên này. Đúng chưa? Đây chính là cái phần thép lớp trên. Đó. Các bạn hình dung ạ, đây là cái phần thép lớp trên. Đó, lớp trên. Thế thì để xem cái phần này nó rất là khó, các bạn có thể là sẽ rất là khó nhìn, nhưng mà mình sẽ lật lại cái bản vẽ mô phỏng để cho các bạn hình dung. Đây chính là cái phần, đây mình sẽ lật lại cho các bạn hình dung. Đây chính là cái phần thép lớp trên. Lớp trên khi mà buộc xong. Đây, thép lớp trên nha các bạn nhé. Thế thì đầu tiên ấy, để trước khi mà chúng ta thi công thì các cái bước thi công móng cọc như thế này. Bước 1 nha các bạn, đây. Bước 1 là chúng ta cần phải giải một lớp bê tông lót. Giải một lớp bê tông lót thì đây chính là cái lớp bê tông lót này. Đây, bên dưới này là cái lớp bê tông lót nha các bạn nhé. Sau khi mà chúng ta có cái bê tông lót rồi, bước 2 là chúng ta đập đổ cọc. Thì cái khoảng cách mà chúng ta đập đổ cọc thì chúng ta để là 15 phân. Đây là mình sẽ quay cho các bạn xem. Chúng ta để là khoảng 15 phân. 10 đến 15 phân. Và chúng ta cái sắt ở đoạn này đó chính là cái dâu cọc thì chúng ta sẽ để ra khoảng tầm 400 nha các bạn, 400 và để chóe ra các phía. Đấy là đầu tiên nha các bạn. Đó, thì đây là cái bước 1 là xong rồi nhá. Các bạn thấy hình dung ạ, bước 1 là xong rồi. Bước 2 là cái thép lớp dưới ở lớp 1 2 thì các bạn có thể thấy rằng là mình sẽ cắt khoảng 200 bên dưới và sắt đai. Đó thì đây, các khoảng này, đây là chính là thép lớp dưới. Đây chính là cái phần thép lớp dưới nhé các bạn nhé. Thép lớp dưới. Đó thì chúng ta bố trí. Thế còn đây là thép lớp trên. Thép lớp trên thì cái đoạn này là 200, cái đoạn này là 200. Thế còn đoạn thép trên thì chúng ta sẽ bằng là ví dụ như cái dầm này là 700, đúng không ạ? Dầm này là 600 đây. Thì chúng cái đoạn này sẽ là cái đai này sẽ bẻ xuống là 550. Nhưng các bạn đấy là thép lớp trên. Đấy chính là các cái phần liên quan đến cái phần thép lớp trên. Thế còn đây thì trên này mình sẽ đặt xuống để cho các bạn hình dung. Sau khi mà chúng ta sẽ có thép lớp dưới này. Thép lớp dưới xong này, đầu tiên là chúng ta sẽ đập đầu cọc xong, để chúng ta sẽ buộc thép lớp dưới. Thép lớp dưới chúng ta làm xong rồi thì chúng ta sẽ đi thép dầm dưới, thép dầm xong rồi cắt xếp đai, đúng không ạ? Thế thì cái thép lớp trên chúng ta lắp xong, đúng không ạ? Lớp trên xong rồi chúng ta bắt đầu là tạo ra thành hình cái móng như thế này. Thì đây chính là toàn bộ cái hình cái móng mà sau này là chúng ta sẽ đổ bê tông nha các bạn nhé. Đó. Đây chính là cái hình cái móng. Thì sau khi mà chúng ta làm xong cái hình này thì chúng ta sẽ ghép cốt pha. Thì trong video sau thì mình xin phép là sẽ chia sẻ cho các bạn là chúng ta nên sử dụng là ốp cốt pha bằng gạch hay là sử dụng bằng cốt pha bằng cốt thép để cho các bạn là sẽ dễ hình dung nha các bạn nhé. Thế còn vừa rồi là mình đã chia sẻ cho các bạn về cái cách thức mà chúng ta về cái phần hình thức của một cái móng để cho các bạn đã nắm bắt được rồi, đúng không ạ? Thế còn phần thứ hai là một số những cái lưu ý nhỏ trong quá trình mà chúng ta làm. Trước khi mà làm xong cái này chúng ta cần phải kiểm tra lại hết các cái phần sắt thép của công trình.
xem là đã đúng chưa, các đai đã buộc đúng chưa. Giả dụ như là trên cái phân tấm này à, như trên cái tấm này thì một số những cái lưu ý nhỏ cho các bạn đây, em quay lại gần đây cho các bạn nhìn. À, ví dụ như là chúng ta hàn cái phần này thì chúng ta nên hàn vào cái đai này, tránh hàn trực tiếp vào cái thép chủ nha các bạn nhé. Hàn vào đai thì ok, nhưng mà nếu mà các bạn mà hàn vào thép chủ thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn, nên nó phá hoại cái kết cấu của chúng ta sau này. Thì là đấy một cái mà lưu ý để cho các bạn mà khi sử dụng cái mối hàn làm sao cho nó phù hợp với lại cái khuôn viên, với lại cái công trình của nhà mình nhé các bạn nhé. Đó, còn đây chúng ta sẽ xem qua cái công trình này một lần nữa để cho các bạn có thể nắm bắt được. Thì hiện nay thì kiến trúc HCG đã thiết kế rất là nhiều các công trình ở khu vực Bắc Ninh cũng như là tất cả các cái tỉnh thành. Thì là buổi nào mình cũng sẽ có những cái video chia sẻ những cái kinh nghiệm để cho các bạn có thể nắm bắt được. Còn bây giờ thì Cường xin phép là sẽ kết thúc cái video tại đây. Xin chúc quý vị các bạn luôn luôn mạnh khỏe, an lành, luôn đạt mục tiêu của mình trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn.